đi chơi bài Singapore rồi qua Malaysia lên Genting lên núi cao chơi. Quý vị biết không, ở bên đó, đó người ta tự tử nhiều lắm, người ta nhảy xuống dưới, người ta chết thua bài nhiều lắm, không thể nào mà nói hết được con người đâu, mà hình như là dọc theo cái đường đó là miếu rất là nhiều. Thì đêm đó cũng khoảng 1 giờ mấy 2 giờ tôi với anh Dũng về khách sạn, mấy đứa con của tôi cũng đi cùng mà ở phòng riêng. Trời ơi, quý vị ơi, quý vị có tin không nha, tôi mới vừa lên giường thôi thì anh Dũng anh đã ngủ rồi, tôi mới vừa nằm xuống thôi là nguyên một cái bàn tay đặt lên đùi tôi rõ ràng luôn. Mà lúc đó tôi tưởng tượng là tôi nghĩ anh Dũng không, nhưng mà tôi quay qua tôi thấy anh Dũng anh ngủ, tại sao có cái bàn tay đặt lên đùi tôi. Tôi sợ rồi, bắt đầu tôi kéo mền tôi đắp, tôi bắt đầu tôi thật sự là tôi sợ rồi, vì là anh Dũng bao giờ cũng ngủ trước tôi hết trơn á, mà nguyên một cái bàn tay đặt lên đùi tôi. Bắt đầu nha, tôi sợ rồi, bắt đầu tôi mới khều khều anh Dũng. Tôi nói anh ơi, ai khều em đó. Anh Dũng nói thôi ngủ đi, em tưởng tượng thôi, mà rõ ràng nguyên cái bàn tay đặt anh đùi tôi. Cái anh Dũng nói vậy nè, em nằm bên đây không được thì em qua bên đây đi. Thì anh Dũng nằm như vậy thì tôi nằm bên tay phải, một hồi nữa tôi lăn qua bên tay trái. Quý vị tin không, tôi vừa lăn qua bên tay trái và tôi chưa kịp bắt cũng cái bàn tay đó để lên đùi tôi. Trời ơi quý vị ơi, tôi sợ đến nỗi mà tôi leo lên mình anh Dũng, tôi nằm chồng lên mình anh Dũng luôn. Tôi không ngủ được luôn quý vị. Có nghĩa là cho mày biết rằng là tao đang ở đây nè. Trời ơi, nguyên một đêm đó quý vị biết không, tôi sợ cái là sợ. Ở trên đó thì nó lạnh kinh khủng khiếp, lạnh cống luôn. Mà trời ơi, tôi nói quý vị nghe cái cảm giác của tôi chảy nước mắt luôn. Tại sao mà có thể nào mà chọc cho tôi đến nỗi mà lấy cái bàn tay để lên đùi tôi đó quý vị. Hết bên đùi trái rồi qua tới bên đùi phải đến nỗi mà tôi leo lên mình Dũng. Lúc đó anh Dũng anh ngủ được chút xíu rồi anh dậy luôn. Thì chờ sáng hôm sau là lên đường đó quý vị. Tôi nói trời, không thể nào mà nói là tưởng tượng được, mà cũng không thể nào nói là không phải ma được. Trời ơi, nguyên một cái bàn tay đặt lên đùi tôi, mà đầu tiên á là tôi nghĩ anh Dũng, mà tôi quay qua là anh Dũng anh đã ngái khò khò, không có lý do nào anh Dũng được. Tôi kêu anh Dũng tôi hỏi luôn, thì anh Dũng nói ngủ đi, chắc em tưởng tượng thôi, nằm bên đây không được, qua bên đây. Quý vị ơi, qua bên đây cũng bị y chang vậy đó.